u uh, hủy diệt thiên thạch một đường xẹt qua hư vô tự hư vọng đến hư vọng có lẽ cũng chỉ là một người qua đường nhưng nó đối với diệp thần mà nói lại có giá trị tồn tại cho ta chu diệt đệ nhất thánh ma tức giận gào thét trưởng khắc đen nhánh ma văn một trường lật đổ diệp thần mạnh như diệp thần nội tình thánh thể cũng vỡ vụn sán sán kim huyết dâng lên chết đi không đợi diệp thần ổn định thân hình thánh ma thứ hai đã đến ma thủ như thần đao một trưởng suýt nữa bổ diệp thần diệp thần bỏ chạy kéo thân thể máu chảy đầm đìa chạy trốn ngươi đi rồi sao thấy diệp thụ thương và lại khi thế giảm mạnh thánh ma thứ hai nhe răng cười đùa giỡn liều mạng đuổi giết một bộ tư thế không giết chết diệp thần liền không bỏ qua tư thế vẫn là tham lam cùng dục vọng làm quấy rối che lừa thần trí hắn nên có thậm chí bỏ qua tòa thiên thạch đang đâm tới hả đệ nhất thánh ma đang muốn đuổi giết chợt nhíu mày, mới cảm thấy trên khối thiên thạch kia, lực lượng mang theo có bao nhiêu đáng sợ, khoảng cách xa như vậy, đều cảm thấy có ý hủy diệt đánh tới trước mặt, thiên đế thánh ma đều sợ hãi. Từ khi thiên thạch thu mắt lại, hắn lại nhìn về phía diệp thần, tiểu thánh thể chạy trốn kia, cũng không biết là đầu óc rơi vào nước, hay là bị lừa đá, lại nghênh đầu đụng vào tòa thiên thạch kia, hành động kia, sao cũng giống như lạc tự sát. Tự tử, hắn sẽ tự sát à? Đệ nhất thánh ma hai mắt híp lại một trận, trong nháy mắt liền hiểu rõ diệp thần tính kế đâu phải tự sát rõ ràng là muốn hãm hại người lừa ai đây tất nhiên là hồi thứ hai thánh ma trở về nghĩ đến đây đệ nhất thánh ma đột nhiên hét lớn một tiếng gọi đệ nhị thánh ma cũng không thể bị hãm hại cần gì hắn nhắc nhở thánh ma thứ hai cũng cảm giác được không đúng một khối thiên thạch bình thường đáng sợ dọa người chỉ riêng ý nghĩa hủy diệt kia cũng đủ bá đạo lại nhìn diệp thần đã cách thiên thạch chẳng qua ba năm tấc mặc dù còn chưa đụng phải nhưng ý nghĩa hủy diệt trên thiên thạch đã đem đế thân của hắn đụng phải từng tấc từng tấc sụp đổ nếu chân chính đụng phải tất sẽ chết tại chỗ tiêu tan khoảnh khắc đó hắn đã nghịch thiên thánh ma thứ hai vừa muốn bỏ chạy không hề hồi hộp chúng chiêu bởi vì không có phòng bị trong nháy mắt bị hoán đổi vị trí chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái đã ở trước mặt thiên thạch cách nhau không quá một tấc hai trong mắt hắn nổi bật trong lòng trong nháy mắt vạn niệm mới biết diệp thần tính kế cái này đặc biệt chính là lừa hắn. Đáng chết! Trong nháy mắt vạn niệm, có hắn mắng to. Mắng thì mắng, vậy phải né tránh. Hắn thi triển nghịch thiên độn pháp, cũng không thể bị tòa thiên thạch này đụng phải. Thế nhưng, thiên thạch hủy diệt ý nghĩa quá mạnh, hỗn loạn pháp tắc, cái gọi là nghịch thiên độn pháp của hắn, bỗng chốc thành bài trí, ngược lại muốn trốn, không thể né tránh. Không né tránh dễ nói, đụng phải là tốt rồi. Phốc phốc, hình ảnh sau đó, liền phá lệ huyết tinh, một tôn thiên đế trung giai thánh ma bị thiên thạch một cái đối mặt đụng thành huyết vụ đổ tung huyết quang đều bị nghiền thành hư vô ngay cả nguyên thần cùng chân thân cũng không thể may mắn thoát khỏi à đệ nhị thánh ma kêu rên thê lương vô cùng đường đường là thiên đế cấp thánh ma chưa chết trận xa trường lại bị một tảng đá đụng thành cho bụi hơn nữa còn là bị hố đệ nhất thánh ma mà tâm run lên ngay cả hắn là người xem đồng tử cũng co rút lại nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không thể tin được thiên thạch kia, lại uy lực đáng sợ như thế. Phốc phốc, diệp thần phun máu, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống hư vọng, toàn thân cao thấp, đều có hủy diệt lung mộ. Hãm phá thánh ma, hắn cũng không khá hơn là được. Cục diện này, là hắn bố trí, tất nhiên là thân mạo hiểm, trong nháy mắt di thiên hoán địa, hiểm bị thiên thạch hủy diệt ý nghĩa phá hủy đế thân quốc. Nói cho cùng, hắn lấy mạng đánh cuộc. Nếu như, di thiên hoán địa không thể di chuyển thánh ma thứ hai, vậy người bị đánh diệt chính là hắn thánh ma thứ hai chịu không nổi hủy diệt hắn cũng giống như vậy sẽ thân hủy thần diệt may mắn thay hắn đã làm điều đó chẳng qua làm cho hắn ngoài ý muốn chính là thứ hai thánh ma lại không triệt để bị tiêu diệt chuẩn xác mà nói là thánh ma còn sót lại một tiên nguyên thần dưới tác dụng của huyết kế giới hạn lại trọng tố nguyên thần tàn phá cứu ta thứ hai thánh ma gào thét thật sự bị đụng sợ kéo nguyên thần tàn phá chạy về phía đệ nhất thánh ma, ngược lại muốn tạo ra nguyên thần hoàn chỉnh, sau đó lại tái tạo thân thể. Đáng tiếc, bị thiên thạch đụng phải, cũng dính vào hủy diệt, ý nghĩa đáng sợ, giờ phút này còn đang độc hắn, muốn nuốt chừng nguyên thần hắn, nếu không phải huyết kế giới chống đỡ, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, dưới trạng thái bực này, đừng nói trọng tố chân thân hoàn chỉnh, ngay cả chống đỡ hủy diệt cũng khó. Không cần hắn cầu viện, đệ nhất thánh ma đã xếp tới. Diệp thần nhanh hơn, kéo đế thân quốc đẫm máu, cắn chặt răng một bên lấy vĩnh hằng chém rơi hủy diệt trên người một bên không về phía thánh ma thứ hai cứu ta thấy diệp thần đệ nhị thánh ma đầy mắt hoảng sợ liều mạng bỏ chạy cũng không thể bị bắt kết cục tất là chết trên trời không đường xuống đất không có cửa diệp thần một câu khô tịch uy nghiêm mà lạnh như băng đồng dạng thân mang hủy diệt ngạnh kháng cũng muốn đệ nhị thánh ma chu diệt như thế hắn mới có hy vọng thắng cách hư vô hắn thỏ tay ra còn đang chạy trốn thứ hai thánh ma, tại chỗ bị bắt, có thân thể làm căn cơ hay không, khác biệt vẫn là rất lớn, càng đừng nói, là một đạo nguyên thần tàn phá. Diệt, đệ nhất thánh ma cũng đến, một đao chém nửa đế thân diệp thần, rực rỡ thấm máu, đầy hư vọng, diệp thần chưa nhìn, phi thiên bỏ chạy. Trong lúc đó, hắn thi triển thôn thiên ma công, đem thánh ma thứ hai bắt được, cường thế thôn vệ, dùng cái này bổ sung tiêu hao. À, đệ nhị thánh ma kêu rên, so với lúc trước càng thê lương hơn, tránh thoát thiên thạch tiêu diệt, lại không tránh thoát diệp thần thôn vệ, hắn mặc dù không phải thánh ma mạnh nhất, cũng là chết nhạt nhẽo nhất một cái, chết đều chết vô cùng nghẹn khuất. Ngươi, thật đáng chết! Đệ nhất thánh ma nổi giận, có thể đổi kịp diệp thần phi lôi thần, có thể đổi kịp diệp thần mộng hồi thiên cổ, một đường đổi theo một đường lai động ma đào, một khi đuổi kịp, tất sẽ hủy diệt công phạt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, diệp thần đủ thảm thiết, ngược lại dùng vĩnh hằng tiên lực chém hết hủy diệt trong cơ thể lại chỉ còn lại nửa thân thể tàn phá đế thân máu tươi đang chảy xuôi gần cốt lộ ra bên ngoài như một con ác quỷ nửa tàn lạnh lẽo đáng sợ chiếu theo như vậy đánh tiếp nếu không có thời gian thở dốc hắn cũng sẽ bước đi thứ hai thánh ma hậu trần cơ hội thở dốc bực này đệ nhất thánh ma phía sau tất nhiên sẽ không cho như hình với bóng đuổi theo không buông con đường không bao giờ tuyệt vời phía trước lại thấy hủy diệt vẫn là thiên thạch cũng không phải là một viên, là một mảng lớn, ngoài ra, còn có phi xa tẩu thạch, thành hủy diệt loạn lưu, một đường cuốn tới. Thấy vậy, đệ nhất thánh ma lưu định thân. Trước có ví dụ máu chảy đầm đìa, hắn cũng sợ hãi, cũng sợ hãi, một người không để ý, cũng sẽ trở thành người táng thân thứ hai. Chủ yếu là, hắn cũng sợ bị diệt thần hố. Chính là bởi vì hắn định thân, diệt thần phải thở dốc cơ hội, tại hủy diệt loạn lưu đánh tới trong nháy mắt, mạnh mẽ trốn ra sinh thiên. Đi đâu? đệ nhất thánh ma nổi giận, vòng qua loạn lưu, lần thứ hai đuổi giết mà đến, trong cơ thể có từng đạo ma mang bán ra, hóa thành ma đao, chiến mâu, ma kiếm, dầm dầm một màng lớn, một đường đuổi theo diệp thần chém loạn xạ, dạ. diệp thần liên tiếp chảy máu, tốc độ đột nhiên giảm. Cho ta! Chết đi! Đệ nhất thánh ma thuấn thân giết tới, một ngón tay thần mang đâm tới, có thời gian pháp tắc, có thể có ma văn đen nhánh, không để ý đến thân quốc, công thẳng nguyên thần, là tuyệt sát một kích. Phốc phốc, đế đạo huyết mang nổ tung, xương vai diệp thần nổ tung tại chỗ, chỉ vì trong chớp mắt trước, đậu na di tiên pháp, tránh đi nguyên thần yếu hại, đem một ngón tay dịch đến trên người thịt. Phốc phốc, đồng dạng bị thương, còn có đệ nhất thánh ma, đuổi tới nhanh, một ngón tay cũng trúng, lại bị diệp thần một cái bát bộ thiên long, bị thắt vang ra ngoài tám vạn dòng. Đến lúc này, tiếng ầm ầm mới bị tiêu diệt, diệp thần lung lai sắp đổ, đã đứng không vững, vĩnh hằng quang nở rộ, cực tận trọng tạo thân thể, cũng cực tận quét sạch thánh ma nhất chỉ lưu lại sát khí trong cơ thể. Đối diện hư vọng, đệ nhất thánh ma cũng ổn định thân hình, tóc tai bù xù, một đôi mắt hắc động, đỏ tươi nhỏ máu, khắc đầy thị sát cùng bạo ngược, dữ tợn như một đầu quỷ ma, đang nghiến răng nghiến lợi công sát tới. Siêu thần mạnh mẽ ổn định thân hình, lần thứ hai hóa ra vĩnh hằng kiếm, kéo đầy người vết thương anh chiến đệ nhất thánh ma. Đã không còn đường lui, phía sau là hủy diệt lôi hải nam bắc đều hư vọng vòng xoáy duy nhất chiến mới có thể đánh sinh cơ hội tất chảm ngươi đệ nhất thánh ma quát như sấm sét ô hắc đao mang xuyên qua tám vạn dặm cũng không phải là bởi vì đệ nhị thánh ma thân tử mà tức giận mà là một thân thánh thể chân chính trọc giận uy nghiêm của hắn trận chiến này vô luận thắng bại hắn đều sẽ bị đóng minh ở trên cột xỉ nhục là diệp thần làm cho hắn mất hết mặt mũi diệp thần thần sắc lạnh nhạt vĩnh hằng kiếm khí cũng tung hoành bát hoang mạnh mẽ phá hắc đau mang, bởi vì ma đào sát khí lan đến, lồng ngực bị hóa ra một đạo huyết lũy thật sâu, ngay cả nguyên thần chân thân, cũng bị khắc ra vết nứt. Hắn như thế, đệ nhất thánh ma cũng không khá hơn bao nhiêu, vĩnh hằng kiếm khí còn sót lại, chui vào đế thân đế, trả đất ma cốt, cho dù giờ phút này, còn đang làm loạn trong cơ thể. Giết! Đệ nhất thánh ma mang theo ma sát công tới, ma đào vỡ tan, liền lấy pháp tác thành chiến mâu, một mâu xuyên qua thân thể thánh của diệp thần, hang máu lạnh lẽo, kim huyết dâng lên. Diệp thần hộp máu, mạnh mẽ chấn đứt chiến mâu. Một kích này, hắn theo bản năng tránh thoát, thế nhưng bị thương quá nặng, thân lực dần dần khô kiệt, ngay cả ý thức cũng mơ hồ không chịu nổi, đã không theo kịp tốc độ thánh ma. Thân thể nửa chết, người có thể chống đỡ được bao lâu? Thánh ma nhe răng cười, lại tế hủy diệt công phạt, mà sát thành hài dương, nuốt chừng diệp thần, muốn dùng cái này đem thánh hội diệt, phải lấy hồn của diệp thần, thành sát khí dưỡng chất, diệp thần thần sắc tái nhợt đọa thân ma sát huyết hải bị sát khí hãi lãng bao trùm đứng đều đứng không vững mỗi lần bị bao phủ một lần vĩnh hằng quang trên người liền bị dập tắt một hồi đáng sợ hóa diện lực từng tia từng tia chui vào trong cơ thể họa loạn đạo căn thôn vệ bổn nguyên nếu ngày xưa tất có thể trong nháy mắt thoát khỏi nhưng hôm nay muốn nhảy thoát ma sát quả thực gian nan nói cho cùng vẫn là quá yếu ớt thánh ma nói không sai hắn đã tản huyết đã là thân thể nửa chết Bề ngoài còn có thể lướt mắt một cái, nhưng trong cơ thể đã rách nát không chịu nổi. nếu không phải bắt diệt chấp niệm chống đỡ, hơn phần nửa đã ngã xuống, huống hồ hắn đối đầu chính là thánh ma thiên đế đỉnh phong luận chiến lực còn mạnh hơn đế sát một phần. chết đi! thánh ma hung tàn, càng nhiều một chút bạo ngược nhe răng cười. trong cơ thể có ma mang không ngừng, từng đạo đột nhập ma sát huyết hải thành một thanh ma đao ma kiếm. đối với diệp thần một trận chém loạn bổ loạn đã không chuẩn bị để cho thánh thể đi ra phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ánh máu vàng rực rỡ, trong ma sát đen kịt, thật là chói mắt, mỗi khi có một tiếng đao kiếm ong minh, trên thánh thể của hắn, tất có thêm một đạo huyết lũy, cũng không phải là phòng không được, là khó lòng phòng bị, ma sát không chỉ có lực hóa diệt đáng sợ, còn có một loại lực phong cấm bá đạo. Thời khắc nguy cơ, hắn tế vĩnh hằng tiên hà, từ trong chiều ra ngoài, mở ra một đạo tiên lộ, kéo thân thể huyết đầm đế giết ra, cũng là mất đi nửa cái thân thể. Được, rất tốt, thánh ma giận dữ cười ngược, lại ngự ma sát nứt chừng mà đến. Tranh, diệp thần dùng vĩnh hằng thành kiếm, ở trong vô vọng vẽ ra một đạo ngân hà, phá vỡ ma sát, cũng không thể bị nuốt, không phải mỗi lần đều có thể lao ra. Trách chỉ trách, hắn đối đầu chính là thiên đế thánh ma. Đế cấp bậc bậc này, nhất định mà nói, là cơ bản không để ý pháp tắc, trừ phi đối với pháp tắc ngộ đến cực hạn, nếu không, đều là một đám bài trí, phi lôi thần cùng mộng đạo của hắn trốn người, chính là ví dụ rất tốt vô luận trốn đến nơi nào, đệ nhất thánh ma đều có thể trong nháy mắt đuổi theo, như một cơn ác mộng đáng sợ, như hình với bóng. Cho nên, hắn tiễn đi hỗn độn đỉnh nên là một lựa chọn chính xác, bởi vì hắn có thể thật sự sẽ chết trận, không phải hắn tự diệt sĩ khí, đã vô lực xoay chuyển càn khôn. Đường đường thiên đế thánh thể, chỉ biết chạy. Thánh ma nhe răng cười, phá lệ kiêu ngạo, cuồng tung không thể không một đời, tắm rửa máu tươi thánh thể, công đến phát cuồng, bao trùm ngập trời ma sát như một tôn ma thần. Cũng may chúng thần tướng không có ở đây, nếu không, tất sẽ mở cổ họng mắng to, một tôn thánh ma thiên đế đỉnh phong, đánh một tôn trung giai thánh thể bán tàn, người đặc biệt lấy đâu ra cảm giác ưu việt, nếu cùng giai, nếu thánh thể ở trạng thái bình thường, có thể một đường đánh ngươi trở về trong thai nhi. Lời này không sai. Đối với Diệp thần mà nói, cần gì phải cùng cấp bậc, lúc sơ giai liền tàn sát thiên đế thánh ma, càng không nói trung giai, điều kiện tiên quyết là hắn ở trạng thái bình thường, mà không phải lúc này thần lực khô kiệt và lại kéo theo một thân vết thương. Diệt! Trong lúc nói chuyện, thánh ma lại công tới, một trường áp thân hình diệp thần lào đảo, thánh thể vốn đã tàn phá, lần thứ hai nhất ra, mỗi một đạo khe hở, đều có rực rỡ kim huyết chảy xuôi, từng có một trong nháy mắt, suýt nữa bị đánh bạo. Cho ta! Đàn áp! Đệ nhất thánh ma hử lạnh, đứng lặng trên cửu tiêu hư vô, trên trường ấn, gia trì ma lực, trong lòng bàn tay ma văn khắc họa, lòng bàn tay pháp tác lạc ấn một trưởng chi uy đủ năng lực hủy thiên diệt địa muốn tiêu diệt thánh thể nửa chết diệt thần hai tay kình thiên lần thứ hai chảy máu trong nháy mắt đó ý thức của hắn là mê ly có lẽ là bị thương quá nặng có lẽ là quá mệt mỏi chưa bao giờ có một khoảnh khắc kia nhưng giờ phút này mệt mỏi như vậy đã không phân biệt được chân cùng nguyễn trên người luôn cảm thấy trên người đè nén một tòa cự nhạc tám ngàn trượng phàm là trong nháy mắt buông tha chống cự chính là thân hủy thần diệt Diệp thần, chống đỡ. Trong bóng tối, dường như có một chút ôn nhu thì thầm. Diệp thần hai trong mắt mông lung, phảng phất nhìn thấy một đạo bóng dáng xinh đẹp, đối với hắn lộ ra nụ cười nhu tình, không biết là sở huyên sở linh, hay là vô lệ nhược hy, cũng có lẽ là trong vĩnh hằng chúc phúc, còn sót lại một đạo nữ lý ảo ảnh. Chống đỡ được. Hắn mệt mỏi cười, ý thức tan dã trong nháy mắt đoàn tụ, hai chân uốn lượn, lại một tấc thẳng tắp, hắn bất khuất, cuối cùng vẫn là tín niệm bất diệt, cứng rắn chống đỡ tòa cự nhạc tám ngàn trượng kia. Làm sao có thể? Thánh mang nghiến răng nghiến lợi, trường ấn bị đẩy lên, cho dù là hắn, đều bị chấn lùi nửa bước, thánh thể vốn nên bị đồ diệt, lại phá chấn áp vô thượng của hắn. Cũng chính trong nháy mắt này, huyết kế lực quanh quần thân thể ma pháp của hắn, từ đỉnh phong bắt đầu suy bại, đang dần dần suy yếu, có một loại thời hạn, đang chậm rãi đến. Chiến Diệp thần gào thét một tiếng chấn hư vô, cầm trong tay vĩnh hằng kiếm, lảo đảo công tới, như người sắp chết, trước khi chết hồi quang phản chiếu, vô luận như thế nào, cũng phải đem tôn thánh ma này vĩnh viễn vĩnh viễn lưu lại trong hư vọng. Tất trảm ngươi. Đồng dạng mà nói, thánh ma đã là lần thứ hai nói, lăng không mà xuống, và lại công phạt càng mãnh liệt, phải ở trước khi huyết kế tiêu tán, đồ diệt tôn thánh thể này, nhưng sự thật lại làm cho tâm tình hắn hoảng sợ. Thánh thể nửa chết kia, không biết lực lượng từ đâu tới, như một tên điên phát cuồng không tính đến công phạt, sự điên cuồng như vậy làm cho hắn tin ta sợ hãi. Hắn là thiên đế thánh ma, lại bởi vì ánh mắt diệp thần mà sợ hãi. đến tột cùng là một người như thế nào, đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới khắc giả ý chí bất diệt kia. ầm ầm phanh ầm ầm, chí tôn đấu chiến, lại một lần nữa mở ra, không phải hủy diệt chi địa, lại tạo ra hủy diệt chi địa. mỗi một tiếng ầm ầm, tất có một đạo tịch diệt quang mang, ở hư vô vô hạn trải dài, một đường lan tràn tứ hải bát hoang diệp thần tắm rửa máu tươi càng chiến càng yếu nhưng khí thế của hắn lại càng đánh càng mạnh ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng là lực lượng từ đâu tới cũng không biết mình chết hay còn sống chỉ biết công phạt lại công phạt quái thai gì thánh ma cắn răng mà cắn nát thật có chút hoài nghi nhân sinh tôn tiểu thánh thể kia rõ ràng đứng cũng đứng không vững sao còn có khí thế mạnh như vậy mạnh đến mức ngay cả bản mạng ma sát của hắn cũng bị từng mảnh thổi tan càng như vậy hắn càng tức giận thánh thể nửa chết, chỉ dựa vào khí thế, liền dao động tâm cảnh thiên đế thánh ma hắn, cho dù là thiên đình nữ đến năm đó, cũng không cho hắn uy thế như thế. Hắn! Phải chết! Thánh ma mắt đầy dữ tợn, lại một lần nữa lay động ma đao, cũng không thể sợ hãi, bằng không, trận chiến này sẽ thành ma chứng, cả đời đều sẽ dừng lại ở thiên đế đỉnh phong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, đại chiến càng thảm thiết hơn, vô luận đối với Diệp Thần hay là đối với Thánh Ma, đều đủ huyết tinh, thánh thể phát điên, đệ nhất thánh ma cũng phát cuồng, đấu chiến đã biến nguyên thủy mà bạo ngược, đều đã đứng không vững, cũng là nguyên một kiếm ta một đao, chém huyết cốt của mình bay ngang. Còn có động tính, thánh thể còn sống. Thái cổ lộ cuối cùng, hỗn độn thần đỉnh treo ở giữa không trung, thần tướng trong đỉnh, cơ bản đều móc ở đỉnh khẩu, ngược lại muốn đi ra ngoài, lại bởi vì diệp thần cấm chế, bị khóa ở trong pháp khí. Có thể thấy được, chiến thần ghé mắt, nhìn thoáng qua đế hoang cùng hồng nhan. Hai người thần sắc tái nhợt, đều lắc đầu. Đáng giá khẳng định chính là, đại chiến tất cực kỳ thảm thiết, trạng thái của diệp thần, bọn họ rõ ràng nhất, thần lực đã cực kiệt, và lại cả người đều là thương tích, gầy yếu như thế, đối chiến hai tôn thiên đế thánh ma, chiến của có thể tưởng tượng được. Âm âm, âm âm, đang nhìn, đồn văn phía sau ầm ầm chọc cho chúng tướng quay đầu lại, đập vào mắt nhìn thấy, chính là một tầng ma sát đen nhánh, như đại dương hải tịch thiên quyền địa mà đến. Rất hiển nhiên, là ngoại vực tế, lại trộm vào thái cổ, dường như cũng nghe nói ầm ầm, lúc này mới cuốn vô số ma binh ma tướng mà đến, từng tấm mặt mũi đều dữ tợn. Thật đúng là âm hồn bất tán. Hậu anh hử lạnh, đã xách ra một cây chiến mâu. u uh, hỗn độn đình ông run, diệt thần cấm chế bỗng dưng tiêu tán, nên là sớm thiết lập xong, một khi có biến cố, phòng cấm tự động tiêu tán, tượng như giờ phút này ngoại vực trộm vào thái cổ một trận chiến khó khăn. Đế Hoang là người đầu tiên giết ra, thần sắc cực kỳ khó coi, chỉ vì đội hình ngoại vực, có chức cường đại ngoài dự liệu, chừng chín tôn thiên đế, hơn phần nửa đều là đỉnh phong, ngoại trừ thiên đế, còn có hơn 10 phò đại đế. Đội hình như thế, vô đại tướng tọa chấn, bọn họ rất khó ngăn cản được, dù sao, bọn họ không phải diệp thần. Âm âm, sao đế hoang, chính là hồng nhan, một bước dẫm sập bầu trời, lúc xuất hiện đại đỉnh, còn không quên nhìn lại một cái hư vọng, Diệp thần có thể chết trận, nàng cũng giống như vậy. Nào, chúng đế không phân biệt trước sau, đồng loạt giết ra hỗn độn đình, nữ đế táng diệt, diệp thần không dành hán lo, đã là thời điểm sinh tử tồn vong, chỉ có một trận chiến. u nhanh nhất vẫn là hỗn độn đình, cho dù chủ nhân không có ở đây, cũng bá thiên tuyệt địa, bản mệnh khí của thánh thể, tuyệt đối không cho diệp thần mất mặt, một cái đối mặt, liền đụng ngã một tôn thiên đế. Còn có hỗn độn hòa cùng hỗn độn lôi, đều đã hóa thành hình người, mỗi người chạy về phía một tôn đại đế ngoại vực. Đáng chết, lấy đâu ra đế đạo thánh thể? Đại đỉnh của ai, sao lại hung hãn như thế, thần khí? Trừ thiên chúng đế cùng tồn tại, hư không đối diện tràn đầy tiếng quát lớn, mới vừa rồi giết đến phiến thiên địa này, cũng không biết đi đâu, liền đụng phải một đám người điên liều mạng, lên tới thiên đế đỉnh phong, xuống thánh nhân ma bình, toàn bộ đặc biệt ngây thơ nào nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chiến thần tay sách chiến phủ, cường công thiên đế ngoại vực, không biết đã mở bao nhiêu đế đạo cấp cấm pháp, trong nháy mắt tự sát đi ra ngoài, liền không có ý định sống sót trở về. Chúng đế cũng điên cuồng, có thể mở cấm pháp, trong nháy mắt toàn bộ khai, đã không còn là đấu chiến, là lấy mạng liều mạng. Âm âm, âm âm, con đường thái cổ tối tăm, nhất thời nổi lên đại chiến, là trí tôn đối với trí tôn đoàn chiến, về phần ma binh cùng ma tướng, đều không có tư cách tham chiến một người tránh xa. Chỉ có vậy, vẫn khó thoát khỏi dư ba tịch diệt. Nhìn xuống mà đi, đó là từng tầng hủy diệt vầng sáng, đem ma binh ma tướng bỏ chạy, tiêu diệt từng mảnh từng mảnh, tiếng kêu rên vang lên khắp thiên địa, cùng chí tôn đến thái cổ lộ. Chính là một sai lầm, ở trước mặt đế đạo công phạt, ngay cả tư cách làm bia đỡ cũng không có. Giết, một người không lưu. Ngoài vực đỉnh phong thiên đế quá to, mơ hồ trong chớp mắt, liền ổn định trận cước, đối phương là một đám người điên, bọn họ cũng không phải cái gì, luận đội hình, tuyệt đối nghiền ép đối phương, quản hắn cái nào là cái nào, chỉ cần là chư thiên, đánh là được. Thật vậy, họ không xây dựng. Có thể thấy, chư thiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, trừ đế hoang cùng hồng nhan, trung đế cơ bản đều là bị đè đá ép đánh, chiếu theo từ thế này, hơn phân nửa toàn quân bị diệt. Gặp ở thái cổ lộ, thật khiến ta ngoài ý muốn. Đông Phương, một tôn thiên đế đỉnh phong cảnh ách ma u tiếu, nói với Hồng Nhan, trong nụ cười nhiều oán hận cùng dữ tợn là nhận ra hồng nhan chính là bởi vì nhận ra mới chấn nộ không nghĩ tới thánh ma truyền thừa lại cùng con kiến hôi làm bạn hồng nhan không nói chỉ không không trốn có lẽ từ một đêm rất nhiều năm trước nàng đã không còn là ma kỳ nguyên trước nàng tin vào trời cao kỳ nguyên này nàng tin chính là thương sinh chuẩn xác mà nói là diệp thần của thư muốn chết thiên đế ếch ma hử lạnh cầm chiến qua cực tận công phạt còn không tin hắn một tôn đường là đỉnh phong cảnh thiên đế, còn không bắt được một đế đạo thánh thể. Không tin dễ nói, Hồng Nhan sẽ đánh đến thạc xìn. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, là cực bất phàm nhất mạch, vô luận là Diệp Thần, hoặc là đế hoang Hồng Nhan, đều tạo ra thần thoại, hai người tuy không thể so với Diệp Thần, nhưng cũng có tư cách đầu thiên đế. Đó là sự thật, đó là trường hợp. Thánh thể Diệp Thần mặc dù không có ở đây, nhưng đế hoang cùng Hồng Nhan lại đánh ra uy danh thánh thể nhất mạch, một đường đánh thiên đế đứng cũng đứng không vững. Chẳng qua, các đế khác cũng không lạc quan lắm. Như chiến thần, như hậu linh, hai đế đối đầu cũng là thiên đế đỉnh phong, chiến cuộc cũng hoàn toàn tương phản, bị thiên đế đè đánh, hình thiên còn tốt, hậu linh tự mình lên chiến trường, tự chống lại thiên đế, đã bị đánh bạo vài lần. Đi xem phương Bắc, cũng không tốt hơn nhiều. Kiếm thần kiếm tôn bọn họ, cũng là người thảm, chủ yếu là thành đế quá muộn, không có năm tháng dài đằng đẵng đạo uẩn lắng động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mặt tiền, đặt ở chư thiên, bọn họ đều uy chấn hoàn vũ trí tôn, nhưng đến con đường thái cổ này, cũng ra không đủ nhìn, không phải bọn họ không đủ mạnh, là ngoại vực lợi hình quá khổng lồ. Cứ tiếp tục như vậy, muốn toàn quân bị diệt. Nhân vương hít sâu một hơi. Chỉ mong lão thất có thể trở về. Tiểu viên hoàng bá mở đỉnh, nhìn thoáng qua hư vọng, nhưng sau khi xem qua, thần sắc lại không khỏi ảm đạm, có chút áy náy, diệp thần gặp phải đại chiến, nhất định càng thêm gian nan, cũng muốn có người qua giúp hắn ta nói, có thể thả chúng ta ra ngoài hay không? Hình như mắng to, mắng chính là hỗn độn đỉnh. Không chỉ hắn mắng, rất nhiều lão bối cũng đang mắng, người kia đều sách ra, lại bị hỗn độn đỉnh phong tỏa môn hộ, một đám chỉ có thể nhìn như vậy. Ra muội muội người, thành thật chờ. Hỗn độn đỉnh trả lời một câu, lại ngự động đỉnh thân khổng lồ, đụng về phía ngoại vực thiên đế, chân chân bá tuyệt vô cùng, vô cùng bí pháp, lại đụng phải thiên đế một đường lật ngang. Đáng chết! ngoại vực thiên đế nổi giận gầm lên toàn bộ tóc tai bù xù nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi chứng đạo lâu như vậy vẫn là lần đầu gặp phải pháp khí ghê tởm như vậy cũng không biết là nhân tài nào chỉ biết đỉnh này không phải cứng rắn bình thường tựa như vạn pháp bất xâm đánh cũng đánh không sụp đổ chẳng những đánh không sụp đổ còn liên tiếp bị đụng bay tung bay bị nó đụng một cái ai đau ai biết nếu có thể chọn đối thủ hắn tình nguyện chọn hai tôn đế đạo thánh thể kia chạy chạy đâu hỗn độn đỉnh sao lại vù vù một đường đụng phải một đường mắng nói giỡn thánh thể trí tôn bản mệnh khí há có thể đùa giỡn chỉ cần bản tôn còn sống nó có thể một đường đem ngoại vực thiên đế đụng phải hoài nghi nhân sinh làm đẹp thần tướng trong đỉnh đặc biệt phấn khởi nói thôi cho dù diệp thần không có ở đây đại đỉnh của hắn giống nhau có thể chống đỡ mặt tiền phấn khởi quy phấn khởi chúng tướng vẫn muốn đi ra ngoài chuẩn đế cấp thần tướng ở trước mặt thiên đế mặc dù không đủ nhìn nhưng có thể cùng đại đế chiến đấu ngăn cản một hai tôn vẫn là không cần phải nói đáng tiếc hỗn độn đỉnh sẽ không thả bọn họ ra nếu ngoại vực chỉ có đại đế không cần bọn họ lạch cạch cũng sẽ kéo ra đi dạo một chút vấn đề là còn có thiên đế và lại một nửa đều là đỉnh phong cảnh nếu thả ra làm trận không bị diệt mới là lạ không phải hỗn độn đỉnh nhẫn tâm là chiến cuộc không cho phép chủ nhân không có ở đây hắn phải bảo vệ tốt chư thiên thần tướng cũng không thể làm bia đỡ ngốc bức ngoại vực đều ngốc nam phương thiên khung tiếng mắng to là đè lên tiếng ầm ầm là hỗn độn hòa cùng hỗn độn lôi hai tên kia cũng là nhân tài hai quả hóa hình người nhưng càng nhiều thời gian đều là đang mắng to do so không bằng hỗn độn đỉnh cũng chỉ có thể dùng phương pháp này kéo dài thời gian chạy chạy đâu hai tôn đại đế ngoại vực hốc mắt giận dữ muốn nứt ra cũng là ghê tởm muốn nôn mặc dù là đỉnh phong nhưng lại không bắt được đối phương, lừa giận cả người, không có chỗ phát tiếp. Trách chỉ trách, hai hàng kia di chuyển quá mượt mà. Điểm này, rất được chủ nhân chân truyền, đánh không lại liền chạy, hơn nữa, miệng còn đặc biệt vỡ vụn, vừa đi vừa mắng, đối phương vừa có sơ hở, tất sẽ có một hồi mã thường khí phách nghiêng nghiêng, bởi vì bộ lộ này, hai tôn đến ngoại vực, bị làm sức đầu mè chán, cũng có một loại xúc động muốn mắng ngương. Người chính thức mắng, chính là ma binh ma tướng. Hỗn độn hòa cùng hỗn độn lôi là ai, đều là bảo vật sống là hai bảo bối của diệp thần tất nhiên là náo nhiệt nào gom góp chuyên xe ma binh xếp chồng lên nhau chạy luôn có nội tình yếu bị nghiền thành cho bụi nghiền không chết không có việc gì phía sau còn có hai đế đình phong đây đáng sợ đế đạo uy áp đem ma quân nghiền nát hết mảnh lại một mảnh ầm 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 trí tôn đối với trí tôn đoàn chiến đánh thiên băng địa liệt thái cổ lộ mờ mịt sấm chớp vang dội còn có càn khôn hỗn loạn có rất nhiều trí tôn đánh nhau đã bị cuốn không có bóng dáng, đổi chiến trường, tiếp theo làm. Xem ra, thái cổ lộ cũng náo nhiệt, từng có một khoảnh khắc, Minh Đế Dương mắt nhìn thương anh. Cũng vậy, tại sao nói cũng vậy? Chỉ vì, chư thiên cũng náo nhiệt, từ khi nữ đế chôn vùi, cũng không có yên tĩnh, cách năm ngày năm có ma trụ hàng lâm, ba ngày hai đầu có ngoại vực xâm lấn, và lại một khi khai chiến, tất bao trùm tam giới, chiến hòa chưa bao giờ bị chôn vùi. Hôm nay, đội hình ngoại vực đủ khổng lồ, hắn đang chiến đấu, đạo tổ đang chiến đấu sao chỉ cũng đang chiến diệp thần lưu lại vĩnh hằng cấm chế mặc dù ngăn trở rất nhiều ma trụ mặc dù ngăn cản rất nhiều trí tôn nhưng vẫn có người xuất chúng từ từng cây ma trụ đi ra có trí tôn tự có ma binh ma tướng định mắt nhìn xuống trừ thiên nhân giới thiên minh hai giới đều là uông tấp nảy nở dương ngoại vực đang công phạt thương sinh đang kháng chiến giết hải cốt thành núi máu chảy thành sông đế à cứu tất cả chúng sinh thương sinh hô to là bi thương mỗi một sinh linh dãy ruộng ở bên bờ sinh tử đều có tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn đang kêu gọi chư thiên liệt tại trí tôn ta chờ nghe được đế thân ở thái cổ hồng hoang thanh âm có chút khàn khàn mệt mỏi không chịu nổi chúng sinh mỗi một lần kêu gọi đế đâu nghe được đáng tiếc lại bất lực bọn họ đều tự thân khó bảo toàn càng đừng nói là viện trợ vạn phục thương sinh ầm ầm phanh ầm ầm hư vọng ầm ầm chưa từng đoạn tuyệt, thánh thể cùng thánh ma đấu chiến, đã kéo dài không biết bao nhiêu hiệp, máu tươi dính vào từng mảnh hư vọng. Diệp Thần lảo đảo, cực tận huy động vĩnh hằng kiếm, bị thương sao một cái thảm thiết, toàn thân cao thấp, lại không thấy một tấc xương cốt hoàn hảo, mục nát đến mức đã đến bờ vực sụp đổ. Đối diện, thánh ma cũng liều liều. Diệp Thần bị thương nặng, hắn cũng là thảm thiết như nhau, bởi vì huyết kế suy yếu, bất tử bất diệt khôi phục cơ bản đã vô dụng, toàn thân huyết lũy, đều có vĩnh hằng chi quang hóa diệt ma thân thể, ngăn cản huyết kế hồi phục. Chết, ngươi vì sao còn không chết? Thánh ma gào thét, con người hắc động, huyết hồng một mảnh, lúc trước là tâm tình bị họa loạn, hiện giờ đã có dấu hiệu ma chướng, diệt thần cứng cỏi ngoan cường, buộc hán phát điên, lần lượt đem thánh thể đánh ngã, lại lần lượt bị phản công, đã sinh ra một loại phẫn nộ vô lực. Giờ phút này, nào còn thể diện đáng nói? Đỉnh phong đối với tàn huyết, viên mãn đối với trung dài, đánh thành giống chim này, hắn nên là người đầu tiên cũng nhất định là người duy nhất uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì mà để cho hắn hoảng sợ chính là diệp thần từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói qua một câu hoang cổ thánh thể trầm mặc để cho hắn sống như nhìn thấy một tia tuyệt vọng tuyệt vọng không khủng khiếp đáng sợ chính là không có phần đạo tâm tìm hy vọng kia mà phần chấp niệm này diệp thần có từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng buông tha nghịch thiên một đường sinh tử tử có thể chống đỡ đến bây giờ dựa vào ý chí bất diệt kia hắn cũng mệt mỏi hắn cũng mệt mỏi nhưng sứ mệnh nào đó không cho phép hắn ngã xuống thua trận chiến này chính là thua vạn vực thương sinh làm sao có thể xứng đáng với nữ đế làm sao xứng đáng với anh hồn bị chôn vùi nữ đế nếu ở đây hơn phần nửa sẽ đau lòng rơi lệ chính là nàng đem gánh nặng lịch sử ra cho tiểu thánh thể này chôn vùi có thể yên nghỉ nhưng còn sống đối với hắn mà nói có lẽ là một loại thống khổ dày vò phốc 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 kèm theo hai đạo huyết quang, hoa cổ thánh thể ngã xuống, thiên đế thánh ma cũng ngã xuống, một cái chiến thần lực khô kiệt, một cái giết bản nguyên tan tác. Ngươi, tiêu không được ta, nhe răng cười rất nhanh vang lên, thánh ma lay động đứng dậy, trong miệng chảy máu tươi, khuôn mặt đã vạn vẹo, âm trầm như quỷ ma, bạo ngược cùng thị sát, khắc đầy hai trong mắt, cười cười, hắn liền không cười. Đối diện, diệp thần cũng đứng lên, lung lai sắp đổ, bất luận trong nháy mắt nào, Điều có thể bị gió thổi ngã, trong con ngươi ảm đạm, cũng chỉ còn lại một chút ánh sáng lóe lên. Không, không đời nào, thánh ma hai mắt nổi bật, đê điệu một bước lui về phía sau, lại một lần nữa đánh ngã diệp thần, nhưng thánh thể nỏ mạnh cuối cùng, rồi lại một lần đứng lên. Phốc phốc, có lẽ là vội vàng công tâm, thánh ma một ngụm máu tươi phun ra ma tâm sụp đổ, một bước không đứng vững, lại đạp lui hai ba bước, suýt nữa ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đứng không vững, không cần phải đứng. Chỉ vì Diệp Thần đã một đầu đụng tới, đụng vào trong ngực hắn, lúc trước chưa ngã xuống, lần này ngã xuống. Phốc phốc, lại một lần nữa, Diệp Thần cưỡi ở trên người trí tôn, hai tay nắm vĩnh hằng kiếm, thẳng tắp mà xuống, cắm ở trên đầu thánh ma, từ mi tâm nhập, từ sau gáy ra. Kiếm là chu diệt, cũng là phong cấm. Thánh ma đồng tử co rút lại, muốn đứng dậy, lại hữu tâm vô lực, chỉ còn lại gào thét cùng kêu rên, biết đã bại, biết kết cục của mình sẽ thê thảm bực nào hắn đoán chừng tất nhiên sẽ không kém diệp thần đã giơ tay lên một trường đạt ở ngực thì chuyển thôn thiên ma công thôn vệ vòng xoáy trực hiện ra à Đệ nhất thánh ma kêu rên so với ác quỷ càng thê lương hơn nhưng cũng không thay đổi được cái gì dưới diệp thần thôn thiên ma công thân thể từng tấc từng tấc khô quát nguyên thần từng tấc từng tấc hóa diệt đến chết đều mang theo oán hận cùng không cam lòng oán hận thánh thể nhất mạch cũng không cam lòng bại ở thánh thể nhất mạch vốn nên toàn thắng một trận thua một trận rối tinh rối mù, thậm chí rơi vào kết cục thân hủy thần diệt. Nếu một đời thánh ma ở đây, tất khí học máu. Đếm kỹ một chút, dưới bệ hắn có không nhiều đại tướng, bao gồm cả đế sát tàn ngày, chết thảm, quả thực đoạn đoạn uy danh của hắn cùng thánh ma nhất mạch, chiến đấu như thế, hai người đánh một tàn huyết đều sẽ bị diệt, quá đặc biệt ghê tởm Tiếng kêu thảm thiết không biết từ khi nào đã bị bay một. Thiên đế đỉnh phong thánh ma, thành lịch sử phủ bụi, mà thân là đồ lục giả diệp thần, sáng tạo vẫn là thần thoại, lại ở trên hành trình nghịch thiên thêm một chút huy hoàng mà nồng đầm huyết sắc hư vọng cuối cùng thành yên tĩnh siêu thần lào đảo đứng dậy tuy mệt mỏi nhưng không có thời gian nghỉ ngơi sách vĩnh hằng kiếm chảy máu lào đảo chạy về phía thái cổ lộ đã nghe nói đại chiến ầm ầm nếu sớm biết có thể ở dưới hai tôn thánh ma vây công sống hắn tuyệt đối sẽ không tiễn đi hỗn độn đình cho rằng lưu lại chính là hy vọng không biết là đem chúng đế cùng chúng thần tướng đẩy vào hố lửa lời nói chia làm hai đầu nhìn thái cổ lộ ở trong ầm ầm lay động qua lại đoàn chiến của các trí tôn đánh thiên băng địa liệt có phải là hố lửa tạm thời bất luận hay không nhưng tuyệt đối thảm thiết mạnh như đế hoang cùng hồng nhan cũng thân nhiễm máu tươi như kiếm tôn kiếm thần chỉ còn lại thân thể nửa chết ngay cả hỗn độn đình cũng bị đánh nứt thật muốn toàn quân bị diệt sao chúng thần tướng hốc mắt muốn nứt ra nhìn tâm đang nhỏ máu một nữ đế thân vẫn một diệp thần sinh tử chưa biết chúng đế hôm nay cũng đều đang ở bên bờ chôn vùi dãy ruộng con đường thái cổ trải đầy huyết cốt này thật sự sẽ là mộ của chư thiên viễn trình quân của hắn người nha, thả chúng ta ra ngoài tiểu viên hoàng sách thiết côn còn đang hùng hùng hổ hổ con người ảm đạm đã không còn ảm đạm nữa mạnh mẽ ngưng tụ hỏa diễm khí tức bá liệt tuy không ổn định nhưng chiến ý lại cao nếu trước sau đều là chết chết trận so với bị dệt tốt hơn ít nhất phải liều mạng một trận bị chặn ở trong đỉnh tính là chuyện gì chúng ta cũng không phải chưa từng chiến qua đế ra muội muội ngươi thành thật chờ hỗn độn thần đỉnh mắng lại một tiếng đã sớm nói đây không phải là đế đạo đoàn chiến bình thường thiên đế có đỉnh phong cảnh tại đế cũng chưa chắc chịu được sư ba hủy diệt các thần tướng đi ra đó chính là bia đỡ chủ nhân mặc dù không có ở đây nó phải gắt cao canh giữ ta ngược lại muốn nhìn xem người có thể chống đỡ được bao lâu ngoại vực thiên đế giết tới tóc tai bù xù nghiến răng nghiến lợi bị hỗn độn đỉnh một đường va chạm làm chật vật không chịu nổi quả thực chấn nộ. Không thể không nói, ngoại vực thiên đế cấp bị chọc giận, vẫn là rất bá đạo, cứng cỏi như hỗn độn đình, đều bị đánh vỡ, toàn thân vết nứt tung hoành. Nó là thiên đế khí không sai, nhưng dù sao cũng là pháp khí, chống lại chân chính thiên đế, và lại còn là đỉnh phong cảnh, lâu năm tất bại. Trên thực tế, nó đã bại, vô thần lực bổ sung, gầy yếu không chịu nổi, vô thần lực bổ sung, không có chủ nhân chống đỡ, một khi suy yếu, liền một đường tan tác. Nó có thể làm, chỉ là tận lực kéo dài, vô luận chống đỡ đến Diệp Thần trở về, hay là đế hoang cùng hồng nhan bọn họ đồ đế, đều sẽ dấy lên hy vọng bình minh. Như nó, hỗn độn hòa cùng hỗn độn lôi cũng đều giống nhau, dùng cả người giải số, cắt gao kéo hai tôn ngoại vực tại đế kia. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hư không huyết quang không ngừng, đại chiến cực kỳ thảm thiết, mà bực này thảm thiết, đối với chư thiên chúng đế, ngoại trừ đế hoang cùng hồng nhan, cơ bản đều là bị đài đánh, đế cốt nhiệm máu đế, nổi đầy thương khung chống đỡ được. Chúng thần tướng cắn răng, đã buông tha hô to hỗn độn đỉnh, hàng kia, sẽ không thả bọn họ ra ngoài, không thể đi trợ chiến, chỉ đành âm thầm cổ vũ cho chúng đế, lời nói tá nhật vô lực. Sợ là không chịu nổi. Tạo hóa thần vương một câu lầm bẩm, người đầu tiên nghiêng mắt, nhìn về phía tây hư vô, có thể thấy ma sát ngập trời, cuốn trí tôn ngoại vực mà đến, trận chiến rất lớn. Rất hiển nhiên, lại có ngoại vực trộm cắp. Ta, Minh Tuyệt một hơi không đi lên, thiếu chút nữa mà ngã xuống, phòng bị dò gì lại gặp mưa đêm, cục diện này, quá đặc biệt nhạt nhẽo, vốn đã đánh không lại, lại tới viện quân. Số mệnh của Trư Thiên, đã hết chưa? Nhân vương yên lặng nhìn từ xa, từ thiên đỉnh nữ đế chôn vùi, Trư Thiên viễn trinh quân hình như không dễ chịu, mặc dù có diệp thần chống đỡ, nhưng cũng có lúc hoàng chống đỡ không nổi. Sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác giờ phút này. Long ra thầm mắng, hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là trùng hợp, hay là ông trời quấy phá, lại vội vàng ở thời điểm này đi lên viện quân, mẹ đó đánh như thế nào. Đáng chết! Chiến thần hình thiên phun máu, là bị thương cũng là tức giận, đội hình hiện giờ, đã vượt qua cực hạn, càng không nói còn có ngoại vực trộm vào, trừ thiên viễn trình quân của hắn, thật muốn ở trên con đường thái cổ chết tiệt này. Toàn quân bị diệt, trong nháy mắt này, chúng đế vẻ mặt khó nhìn thấy cực điểm. Ngược lại ngoại vực, từ thượng đến thiên đế, xuống ma binh, đều cười không kiêng nề gì, từng bộ mặt, dữ tợn đáng sợ, cả đám đều đang lấm đầu lưỡi đỏ tươi. Bởi vì ngoại vực viện quân, chí tôn đoàn chiến, cuối cùng có thời gian ngắn dừng lại, hai phương một đông một tây, thành thế đối đầu, ngoại vực trí tôn còn có thể đứng vững, nhưng chư thiên chúng đế, hơn phân nửa, đều thân hình lay động. Âm âm, âm âm, nghỉ chiến chẳng qua hai ba cái trong nháy mắt, ngoại vực viện quân liền đến, cầm đầu là hai tôn đế đạo thánh ma, luận tu vi cảnh giới, còn ở đế hoang cùng hồng nhan hàng thật giá thật đỉnh phong một đầu tóc máu phiêu đãng tiện như hai tôn ma thần đứng sừng sững cửu tiêu ngoại trừ bọn họ còn có ba tôn ếch ma thiên đế lục tôn thiên ma đại đế chí tôn ngoại vực hợp binh một chỗ dừng lại thiên địa điện chớp sấm sét đều bởi vì ngoại vực uy áp tương liên cuồn cuộn ma sát cũng tương liên thành che trời mây che giấu nhật nguyệt vô quang âm 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 còn chưa khai chiến mảnh thiên địa kia đã hỗn loạn là chư thiên chúng đế cùng ngoại vực trí tôn rằng co kết cục không khó tưởng tượng chúng đế bị khiếp khí tức uể oải hình ảnh đó thực sự làm cho thần tướng đau buồn nhìn chư thiên chúng đế cả đám loạn lảo đảo cả người chảy máu thân thể đa đế máu chảy đầm đìa nhìn ngoại vực trí tôn như một tòa tượng đài trận chiến này không cần đi đánh liền biết thắng bại vô luận song phương trạng thái hoặc đội hình ngoại vực đều tuyệt đối nghiền ép chư thiên tuy nhiên họ vẫn còn hy vọng mà hy vọng này ngoại trừ diệp thần chính là càn khôn của thái cổ lộ một khi hỗn loạn hơn phân nửa sẽ bị cuốn về phía khắp nơi như thế có lẽ sẽ có người chạy thoát đế đạo thánh thể có ý tứ đế đạo thánh ma cười u ám nhìn đế hoang ánh mắt trêu ngược rơi vào trên người hồng nhan trong con người huyết sắc khắc đẩy âm trầm cùng bạo ngược thật đến đâu cũng có người quen cũ chỉ tiếc song phương lại là đối địch cho người một cơ hội thần phục bàn tôn lời lại nổi lên truyền từ một tôn đế đạo thánh ma khác, thích ý vạn vẹo cổ, không chỉ âm trầm, còn rất có một phần ma tính yêu dị, nhìn mắt hồng nhan, khó nén chính là dâm, uế, thành đế lâu như vậy, còn chưa bao giờ nếm qua tư vị đế đạo thánh thể. Hồng nhan không nói gì, nàng lạnh như băng đạm mạc, chính là đáp án tốt nhất, chúng sinh có chấp niệm, trí tôn cũng có, đã chọn lập trường, tự nhiên sẽ không thay đổi, sống cũng tốt, chết cũng được, không oán, không hối tiếc. Muốn chết, Đế đạo thánh ma cười lạnh một tiếng, người đầu tiên khai công, nhìn chằm chằm chính là hồng nhan, dâm trong mắt, ánh sáng tà càng thể hiện sự nóng bỏng, cũng là một chúa yêu cái đẹp. Hắn vừa động, chính là một tín hiệu. Giết! Ngoài vực trí tôn động, một tôn đạp trời mà đến, bao trùm ngập trời ma sát, bộ mặt dữ tợn, so với quỷ ma càng âm trầm hơn. Chiến! Trừ thiên chúng đế cũng động, khí tức tuy là gầy yếu, nhưng chiến ý cao ngất, một đường này giết tới, cái gì đại tràng diện chưa từng thấy qua, cùng lắm thì một cái chết, vô luận như thế nào, cũng không thể làm yếu danh tiếng chư thiên. Âm âm, âm âm, vẫn là một hồi đoàn chiến, trí tôn của song phương, ngoại vực từ Tây sang Đông, chư thiên từ Đông sang Tây, còn chưa kịp đánh, đã thấy trời lở đất lở, có dị tượng hủy diệt diễn giải. Nhưng vào lúc này, một tiếng ông minh chấn động bát hoang, âm còn chưa dứt, đã thấy một cây chiến màu màu vàng, từ cuối thái cổ mà đến, nhộm vĩnh hằng, khắc bất hủ, mang theo uy lực hủy diệt hủy diệt. Phốc phốc, đế đạo huyết quang trượt hiện ra, nhào về phía hồng nhan thánh ma, cũng không biết đi đâu, liền bị một mâu đóng đinh ở hư thiên, hai chân hai chân nhào tới, chính là không cách nào tránh thoát. Cái này, trí tôn ngoại vực giết đến nửa đường, tập thể dừng lại, có thể thấy được một đôi ma mâu, đều nhìn chằm chằm vào mảnh hư thiên kia, thần sắc hoảng sợ, tâm linh run rẩy đó là một tôn thánh ma đại đế đỉnh phong, có thể đồ thiên đế đỉnh phong, tu vi như thế, chiến lược như thế, lại bị một mâu đóng đinh, người ra tay đáng sợ bao nhiêu, chuẩn hoang đế sao. Chỉ cần nói, thời tiết vẫn còn. Chúng đế đều nở nụ cười, nhìn uy lực của chiến mâu màu vàng, nhìn bức cách trói mắt, ngoại trừ diệp thiên đế chư thiên hắn, còn có ai. Tới vừa vặn, chúng thần tướng hít sâu một hơi, không biết vì sao, nghe nói tên diệp thần, liền cảm thấy tâm an, có một loại tín niệm, từ rất nhiều năm trước đã gieo xuống, phàm là có đại sở đệ thập hoàng giả ở đây liền có thể ổn định trận tuyến a à, thánh ma kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên là thê lương bị cứng rắn đóng đinh ở đó không cách nào tránh thoát nghiễm nhiên đã thành huyết nhân cái gọi là cảnh giới huyết mạch pháp tắc thần thông tất cả mọi thứ đã trở thành trang trí ngoài vực trí tôn muốn cứu đáng tiếc đã đến không kịp chiến mâu quá đáng sợ quang huy rực rỡ lực hủy diệt tung hoành sửng sốt là một tôn thánh ma đỉnh phong từng tấc từng tấc hóa thành huyết vụ, đến cuối cùng thành một mảnh cho bụi. Ngoài vực trí tôn đều hít thở không khí lạnh, đồng loạt lui về phía sau, chỉ một mâu đinh, liền chết một tôn thánh ma đỉnh phong, đối phương đáng sợ, làm mới điểm máu chấp chấp sợ. Sự thật chứng minh, nàng dâu muốn ngâm thánh thể là phải trả giá đắt, đây sẽ là một chân lý. Chúng thần tướng ngỡ trọng tâm trường, đừng nói ngoại vực trí tôn, ngay cả bọn họ đều nhìn run rẩy nếu không nói là Diệp Thiên Đế phốc, chính là bá đạo ra tay liền tuyệt sát trí tôn. Xấu hổ, trừ thiên chúng đế cười gượng, chúng ta đánh lâu như vậy, đều không thể đổ đế, người là thật ngưu, một cái đối mặt, dây một tôn thánh ma đỉnh phong, thánh thể thiên đế cấp này, quả nhiên không phải cái gì, đồng dạng là đế, đó mới là trí tôn, mà bọn họ, đều là nhỏ dữ ích. Về phần tôn thánh ma bị diệt kia, thật sự là đáng đời, nếu là làm lại một lần, hắn hơn phân nửa hội an an phận phần, thương bắn ra đầu điều, hắn chính là con chim kia. Vì vậy, nói, nhàn rỗi không sao đâu. Ít giả vờ bức bách, giả bộ nhiều sẽ bị bao ứng, như hắn, đến con đường thái cổ này, một người còn chưa giết, liền bị đưa vào quỷ môn quan, diễn một hồi làm sao ngàn dạm tạm đầu người. Con đường quá tối tăm, yên tĩnh. Bởi vì một cây chiến mâu, bởi vì một tôn thánh ma bị đóng đinh chết, trừ thiên cùng các trí tôn ngoại vực, lần thứ hai nghỉ chiến, hoặc là nói, rứt khoát im lặng. Hắn là... Chúa Âu! Ngoại vực thiên đế cấp nhìn đông phương, thần sắc kinh ngạc, ngữ khí đều là run rẩy. Trong lúc nói chuyện, còn đang theo bản năng lui về phía sau, trong mắt khắc đầy sợ hãi, còn chưa thấy là ai, liền sợ đến tâm linh run rẩy. Nhưng vô luận là ai, đều không phải bọn họ có khả năng chống lại. Một mâu tuyệt sát một tôn thánh ma đỉnh phong, không phải ai cũng có thể làm được, phàm là có thể làm được, đều là trí tôn trong trí tôn. Không chỉ hắn lại lui, đại đế cũng đang lui. Hoặc là nói, toàn bộ ngoại vực từ trên tới đỉnh phong thiên đế, xuống đến ma binh ma tướng, đều lui về phía sau, sĩ khí bị một mô khiếp hoàn toàn không có, đừng nói ma binh, ngay cả thiên đế, đều sinh ra một loại xúc động quay đầu bỏ chạy. Ngược lại chư thiên, liền đặc biệt phấn chấn, vô luận chúng đế, hoặc là chúng thần tướng, thắt lưng đều thẳng tắp, chư thiên đại tướng, tự hư vọng giết trở về. Âm âm, phanh, âm âm, tiếng phanh phanh bỗng dưng vang lên, thong thả mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, là tiếng người đi đường, có lẽ là bước chân quá nặng nề thậm chí mỗi một bước rơi xuống càn khôn chấn động là diệp thần như một chiến thần chinh chiến bát hoang đắc thắng trở về ánh sáng rực rỡ chiếu đầy trời tối nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn tâm linh chúng đế cùng các thần tướng đều đau mạnh một trận đó là diệp thần không sai nhưng đã không còn hình người máu tên toàn thân chảy xuôi nhiều chỗ huyết cốt lộ ra bước ra mỗi một bước đều là một cái huyết sắc cước giấu bởi vậy có thể thấy được hắn ở hư vọng trung chiến có bao nhiêu thảm thiết trầm mặc chư thiên nhân đều trầm mặc chưa bao giờ cảm thấy mình lại vô dụng như vậy thiên đế thánh thể nhìn các trí tôn ngoại vực hai mắt đã nổi bật đồng tử cũng co rút lại biết có hai đế đạo thánh thể lại không biết còn có thiên đế cấp thánh thể nguyên lai like, bọn họ đánh chính là một tám tiểu mưu liêu hôm nay tới mới chân chính đại tướng hắn nên là thánh thể nhất mà trí tôn nên là tiên hà sáng tạo thánh thể không thể chứng đạo như thế thiên đế có vốn liếng kia có thể một mâu tuyệt sát đỉnh phong thánh ma. Lùi lại, họ lùi lại nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, hai chân thiên đế đều nhũn ra, sau khi té ngã, đứng lên tiếp tục lui, muốn lui đến địa thiên hoàng mới tính xong. Quá đáng sợ, thánh thể kia quá đáng sợ, không chỉ chiến lược, còn có hình thái. Bị thương nặng như vậy, là cùng thần làm một trận sao, còn có sát khí đế đạo toàn thân kia, là đồ thần sao, khiếp bọn họ chân thân đều muốn sụp đổ. Diệp thần không nói, bước chân cũng chưa dừng lại. Đích xác, hắn bị thương rất nặng, bề ngoài rất thảm thiết, bên trong càng không xong, có thể tự hư vọng giết trở về, đều là một đường cứng rán chống đỡ, thời khắc nào cũng có thể ngã xuống. Điểm này, từ trong mắt hắn liền có thể nhìn ra. Ánh mắt của hắn cực kỳ ảm đạm, chẳng qua, ở bên ngoài ảm đạm, bị che một tầng quang huy nhìn như rất rực rỡ. Nhưng, chính là hoang cổ thánh thể nửa chết như hắn, lại khiếp toàn bộ ngoại vực đại quân, đều ở tập thể lui về phía sau, thiên đế cũng không ngoại lệ. Đây chính là uy thế của thánh thể trí tôn. Lui, đế đạo thánh ma hét lớn một tiếng, xoay người liền bỏ chạy, diệp thần có thể một mâu đinh chết hảo cơ hữu của hắn, đồng dạng có thể một mâu đinh chết hắn, tung người bị trọng thương, cũng không phải hắn có khả năng anh phong. Hà cần hắn nói, ngoại vực trí tôn cũng đều đang chạy trốn. Hình ảnh kia, quả thực châm chọc, nhiều đế như vậy, không thiếu thiên đế cùng đế đạo thánh ma, cũng không phải là không có lực đánh một trận, lại bị tập thể chật vật chạy trốn. Phanh. Diệp thần một bước bước ra, xuyên suốt tám vạn dặm. Phốc phốc, sau đó, chính là một đạo huyết hoa đen nhánh trói mắt, đế đạo thánh ma còn đang bỏ chạy, bị hắn một kiếm chém đầu, liên tiếp nguyên thần chân thân, cùng bị thương nặng, đây vẫn là trạng thái suy yếu tàn huyết, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, một kiếm liền có thể dây. Muốn nói hắn cũng vậy, chạy thì chạy, lại muốn gào thét một tiếng, một chút cũng không nhớ lâu, súng bắn ra con chim đầu đàn, hắn cũng làm con chim kia. Ngô và ngươi liều mạng đế đạo thánh ma gào thét hiến tế huyết kế lực lượng hắn không đầu ma thân thể không đầu nguyên thần đều đang cực nhanh bành trướng cuồng bạo không chịu nổi vừa nhìn liền biết là muốn tự bạo muốn dùng cái này trọng thương diệp thần diệp thần không nói gì một tay kéo ra nguyên thần thì triển thời gian pháp tác sửng sốt để cho thời gian đảo ngược thánh ma bành trướng ma thần cùng nguyên thần lại trở về nguyên hình thái trực tiếp đánh trở về nguyên hình thánh ma tuyệt vọng hắn là nên tuyệt vọng hắn đường đường đế đạo cấp thánh ma, ở trước mặt Diệp Thần, lại ngay cả tư cách tự bạo cũng không có, hoặc là nói, hắn chính là một con kiến hôi. Diệp Thần giơ tay lên, cường thế nút chừng. Trong nháy mắt, hắn lại biến mất, đuổi kịp ách ma thiên đế, một cước của hắn, chân thật bá đạo vô cùng, ách ma đỉnh phong của thiên đế, bị một cước dẫm thành bùn máu, ngay cả nguyên thần, cũng đồng loạt sẫm bạo. Lão đại khí phách, hỗn độn đỉnh lang chu, một đường đi theo, nói trắng ra, là một đường nha do so gì, vô luận là cái nào, phàm là diệp thần đồ diệt, cơ bản đều có pháp khí bị bức ra, nó nhà chính là những pháp khí kia, lấy đây làm chất dinh dưỡng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hình ảnh sau đó, đặc biệt đẫm máu. Diệp thần đạp trời mà đi, thật chính là tôn sát thần, đi một đường đầu một đường, mỗi một chỗ, tất có ngoại vực trí tôn bị diệt, quản hắn thiên đế đại đế, vẫn là ma bình ma tướng, không có ai đủ nhìn. Tiếng kêu rên thê lương, làm cho người ta run rẩy chúng đế một đường đi theo vốn định đánh hạ thủ lại cái gì cũng không vớt được phàm là nơi diệp thần đi qua một tức cỏ không mọc không có một người nào có thể thở dốc đại tướng chính là không giống hề ngư bá mở đình ánh mắt rạng rỡ Quy danh của hắn đều là đánh ra lão thần tướng thì thào mà nói thần sắc không khỏi hoảng hốt đếm kỹ cả đời thánh thể nghịch thiên đó chính là truyền kỳ cùng thần thoại hành trình của hắn là do huyết cốt trải nhựa càng nhiều thần tướng mặt không chút thay đổi. So với những trí tôn này, tiêu diệt hai thiên đế thánh ma mới là bá đạo cường hãn, phải biết rằng, lúc trước diệp thần chính là trạng thái suy yếu mà hai tôn thiên đế thánh ma kia đều là chiến lược đỉnh phong. Không biết từ khi nào, con đường thái cổ mới bình tĩnh. Nhìn xuống thương khung, không còn thấy một tôn ngoại vực ma, một đám đều đã bị đưa vào quỷ môn quan, đều thành máu cùng xương dưới chân diệp thần. Ngoại vực toàn diệt, diệp thần lại chưa trở về. Đợi chúng đế tìm tới, Diệp thần đã ngã vào một mảnh núi, cố gắng chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng mệt mỏi ngã xuống, chiến lực kiệt lực, cũng mệt mỏi kiệt lực. Diệp thần, hồng nhan vội vàng tiến lên, đem hắn ôm vào trong ngực, cuồn cuộn tinh nguyên quán thâu, làm ẩm thân thể diệp thần đế, cũng đang an ủi vết thương của hắn, hắn đã là thân thể không còn da thịt, chúng đế cũng không nhàn rỗi. Hiện trường, yên tĩnh đáng sợ, cũng đều trầm mặc dọa người, trận chiến này, diệp thần đánh quá thảm thiết, nếu không có hắn chống đỡ, triều thiên viễn trình quân hơn phần nửa đã toàn quân bị diệt ba ngày đủ ba ngày diệt thần mới tỉnh lại con người của hắn vẫn ảm đạm không chịu nổi vết thương bên trong có thể khép lại vết thương bên trong lại cần rất nhiều năm tháng ôn dưỡng một trận chiến thảm thiết đã bị thương căn cơ ngày hôm đó hắn đứng ở cuối thương thế còn chưa khôi phục như cũ hắn liền mạnh mẽ mở ra pháp trận đã không còn thời gian trì hoãn nữa con đường thái cổ đứt gãy này đã trải qua quá nhiều đại chiến biến càng ngày càng không ổn định đặc biệt là càn khôn, rất có điểm báo sụp đổ. Cho nên, mới cần nhanh chóng tiếp tục. Còn có lại bản doanh của chư thiên, hắn không cần nhìn, liền biết chiến hỏa liên thiên, nữ đế táng diệt, lan đến thái quảng, thái cổ hồng hoang tình cảnh, hơn phần nửa càng tồi tệ. U, uh, kèm theo một tiếng ông ầm, con đường thái cổ lại kéo dài. Lúc trước, bởi vì hai tuần thiên đế thánh ma trộm vào thái cổ, khiến cho thái cổ lộ kéo dài, trong lúc đó lại thu hồi không ít, lần này còn phải một lần nữa mở ra, hắn vòng qua hai đạo vòng xoáy tránh được một mảnh lôi hải mới một lần nữa trở lại quỹ đạo ban đầu con đường này cũng không dài chỉ nửa ngày liền nối tiếp thái cổ lộ đối diện hơn nữa không có một người ngoại vực nào ngược lại thấy không ít hải cốt bị chiến thần bọn họ thu thập không ít phần lớn là các thần tướng chôn ở trên mảnh đất này nghỉ ngơi không quá một khắc đồng hồ hành trình lại khởi hành sau đó rất nhiều thời gian thái cổ lộ oanh thanh không ngừng hoặc liên tiếp nổ vang hoặc đại chiến ba động một đường mở ra cũng là một đường công sát mặc dù không có nữ đế nhưng dưới sự dẫn dắt của diệp thần tri thiên viễn trình quân đánh đâu tháng đó không chỉ nối tiếp bao nhiêu đường cũng không biết đổ lục bao nhiêu ngoại vực trí tôn đương nhiên cái giá này cũng thảm thiết một hành trình chiến này đừng nói chúng đế ngay cả diệp thần cũng không chống đỡ nổi vết thương cũng không tốt lại thêm thương tích mới chưa bao giờ trở về trạng thái đỉnh phong lần lượt mệt mỏi không chịu nổi lão thất còn bao xa nữa nhịn nhiều ngày, tiểu viên hoàng cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu, dù sao cũng phải có kỳ hạn, nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy, tất cả đều phải nằm xuống, thần lực của đế, cũng có hạn. Gần rồi, không đợi Diệp thần trả lời, liền nghe hình thiên cười. Lời này, hậu anh không phản bác, đều là từ thái cổ hồng hoang đi ra, cơ bản đều nhận ra một ít đường, chúng đế khác, nhìn chính là hư vô hư vọng, càng thêm hỗn loạn, càng hỗn loạn, liền đại biểu khoảng cách càng gần, cũng chỉ là vấn đề thời gian chúng thần tướng hít sâu một hơi cũng không nhiều lời cái này gần nữ đế cũng từng nói qua nhưng vẫn là xa xôi như vậy bọn họ không biết trong miệng chiến thần gần có phải cũng xa như vậy hay không ngô đang nói diệp thần hóa ra pháp thân lão đại nhìn được không pháp thân một bước nhập hư vọng chỉ vì đối diện tới một đạo lôi điện mang theo lực hủy diệt đáng sợ cũng không phải không nhiều lắm là tránh không thoát chỉ đành pháp thân đi liều mạng cũng giống như lúc trước pháp thân tự đi ra ngoài liền không trở về liều mạng thánh thể nổ tung cuối cùng ngăn lại đạo lưu điện kia một đường này diệp thần đều là làm như vậy nửa ngày sau thái cổ lộ tiếp tục ngày hôm sau một đoạn thái cổ lộ dung hợp sau đó là một hồi đại chiến chúng đế một đường đẩy ngang qua ngày thứ ba còn thái cổ lộ tiếp tục ngày thứ năm diệp thần vòng qua một mảnh hỗn loạn thiên thạch quần trải qua gian nan hiểm trở nhận được đối diện ngày thứ sáu đến ngày thứ chín cả con thái cổ lộ ong ong run lên, dưới sự chú ý của chúng đế cùng các thần tướng, biến ảo hình thái, vốn là một con đường đá, từng tấc từng tấc hóa thành quang lộ, càn khôn hỗn loạn, vận chuyển bình thường, thiên địa mờ mịt, một bội dị sắc dâng lên, có âm thanh ảo diệu triệt đề, còn có dị tượng cổ xưa đan xen. Cái này, tình hình là gì? Các thần tướng đều bám ở miệng đỉnh, ánh mắt sáng lạn. Đến rồi, chiến thần cùng hậu hậu thần tướng đều mệt mỏi cười, Năm đó, khi bọn họ xuất thái cổ hùng hoang, thái cổ lộ còn chưa vỡ, chính thành thái quang lộ hiện giờ. Hiện giờ, thạch lợt sát thành quang lộ, liền chứng minh thái cổ lộ đã hoàn toàn nối tiếp, bọn họ đã đi đến cuối cùng. Thật sao, một câu này đến, quá đặc biệt phấn chấn lòng người, không ít lão thần tướng, kích động thiếu chút nữa khóc, chúng đế cũng rất nhiều cảm khái, một đường này vượt qua trông gai, cũng là hoạn nạn trùng trùng điệp điệp, cuối cùng xông tới. Nhược hy, vô lệ Sở Huyên, Sở Linh. Chúng ta. Đến rồi. Diệp thần lời nói khàn khàn, khóe mắt còn lưu lại nước mắt, bước chân mệt mỏi, từng bước một lên trời, đi tới đỉnh cao mở nhạt, sẽ ở đây, mở cửa ngõ thái cổ hồng hoang. Viện quân của chư thiên, đến rồi.